Good morning, xin chào cả nhà. Hôm nay cả nhà có khỏe không? Hôm nay chúng ta lại đến với chương trình Kết nối yêu thương nha cả nhà. Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết nối yêu thương và chúng ta sẽ được nghe tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa của mình. Và sẵn đây Uyên Quỳnh xin nhắc với các anh chị rằng nếu mà muốn tham gia chương trình Kết nối yêu thương của Uyên Quỳnh á, thì cần làm một video phỏng vấn ha. Và nếu liên lạc với Uyên Quỳnh không được á, thì vui lòng gửi tin nhắn, gửi một tấm hình và viết họ, tên, nơi ở, năm sinh của mình, công việc. Thì Uyên Quỳnh sẽ xem lại và sẽ lấy hẹn phỏng vấn cho các anh chị cô chú bác. Nếu như trong thời gian qua gửi tin nhắn cho Uyên Quỳnh á, mà Uyên Quỳnh lâu quá chưa thấy Uyên Quỳnh trả lời thì xin vui lòng chờ Uyên Quỳnh sẽ trả lời tin nhắn khi Uyên Quỳnh có thể. Quý chị mong rằng các anh chị cô chú bác á, thì kiên nhẫn một chút, tại vì trong thời gian qua có rất là nhiều người đăng ký kênh Uyên Quỳnh thì Uyên Quỳnh phải sắp xếp thời gian khi nào làm video cho các anh chị được á, thì Uyên Quỳnh sẽ lấy hẹn cho các anh chị. Nào mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay nhé. Trước tiên là em xin chào chị ha, rất vui mừng chào đón chị đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Dạ. Trước tiên chị chào Uyên Quỳnh, chúc Uyên Quỳnh được nhiều sức khỏe. Và cộng đồng bạn trong và ngoài nước được nhiều sức khỏe. Rồi hả, chị không biết nói gì. Chị có thể giới thiệu lý lịch bản thân mình ha. Dạ. Chị á, đó là hôm nay đó là để mà muốn gặp em á, thì chị á thì sống á thì chị có ba đứa con, người hai người có gia đình, rồi con chị cũng có gia đình hết rồi, mà nhưng mà chị thì ông xã chết mười mấy năm rồi, 13 năm rồi. Muốn nhờ em mình kiếm một người bạn chi kỷ. Chị quê chị buồn lắm em. Ở Trà Vinh Nguyên ơi, ở Trà Vinh. Dạ. Chị có được mấy người con ha? Dạ, ba người con. Ông xã chị mất cách đây bao lâu? 13 năm mà. Dạ. Trong 13 năm đó thì chị có để ý anh nào, rồi có anh nào để ý chị không? Để ý mà chị không dám. Biết sao không, chị không dám là Nguyên biết không? Trong lúc đó mình từ hồi đó tới giờ mình chưa biết. Thấy chị là vô nói với cha mẹ chị rồi vô cưới luôn à. Chưa từng yêu, chưa có người yêu. Cuộc đời nó cũng lao đao lận đận vậy lắm. Bây giờ gắng tới ngày hôm nay. Rồi dán lo cho ba đứa con để có thành mà được có tương lai tới ngày hôm nay. Người chị nói thôi, chị ảo mình này thấy cũng hơi rất là buồn mà cũng mình, nhưng mà nói là nói với em là nói chị thôi, chứ chị cũng không dám mơ ước, tại vì biết người ta có để ý mình hay không á. Các con bây giờ của chị bây giờ chắc cũng đã lớn hết rồi hả? Dạ, đứa 4 mấy tuổi thôi. Rồi chị đứa 4 mấy sinh, chị 6 mấy tuổi, 61 sinh, 61 sinh 1961. Chị hiện tại đang sống chung với các con ở, dạ ở riêng rồi, cũng như mừng lắm lắm vậy đó, mừng lắm lắm để cái cuộc sống của mình, để mình đi chùa rảnh rỗi mình đi chùa, còn
buôn bán á, thì ví dụ sự nghiệp của mình á, làm ăn á, là cho chia cho con nó làm ăn, rồi nhà cửa thì cũng lo cho nó đầy đủ hết. Chị sống ở dòng của mình, một mình người sạch, vừa chữa sao bệnh người không phải lo. Chị lớn tuổi rồi, chắc giờ chị cũng đâu làm công việc gì hả? Dạ cũng mần lắm lắm á, nhà thì làm buôn bán giặt giặt trong nhà vậy á Nguyên. Dạ, buôn bán lặt vặt là buôn bán mặt hàng gì chị? Dạ cũng như nói chung là cũng như mình có tiền rồi mình cũng làm này làm kia cho người ta mượn rồi này nọ vậy đó, rồi với bán ở trong nhà là cái kiểu mình làm cái rau rồi mình bán ở trong nhà, bán cũng như cho mấy đứa nít rồi này nọ vậy thôi, cái cuộc sống mình tính trong nhà vậy thôi chứ không có mà tính xa nữa. Rồi với mình ví dụ mình cho tiền ta rồi này nọ mượn chút đỉnh rồi đó. Rồi coi như mình rảnh rỗi thì ví dụ mình tới gầm mùng 1 rồi mình đi chùa. Mà giờ chuyến này dịch bệnh mới chắc cái chùa hết được à. Dịch bệnh tới đóng chốt chết nhà luôn á Quyên. Là nhà, ngay nhà chị không được đi đâu hết hả? Dạ không được đi đâu hết. Rồi thế đóng chị đi hết. Chợ như thế nào chị? Dạ mua đồ ăn trên mạng. Chị mua đồ ăn trên mạng. Rồi người ta đem tới ngay chỗ chốt đó chị ra đó lấy hả? Dạ. Như người ta có đi phát những thực phẩm đồ người ta cho không chị? Dạ không không có. Ta cho gì ngay chỗ mà dịch mà bệnh mà F0 rồi đó, còn bên chị là cái khu vực F1 cũng như là lâu lâu mới cho được củ quả đồ củ quả gì thôi chứ không có cho gì ngoài ra hết trơn. Mình muốn ăn thì mình gửi, mình lên mạng mình mua về trong mạng siêu thị á, đưa lại tới nhà cho mình, lại ngay chỗ chốt á đưa, rồi gọi điện thoại. Việt Nam này bây giờ cũng rất khổ lắm Quyên ơi. Con chị bây giờ là đường dài xe chạy là cũng không được nữa đó Quyên, tại vì bỏ mối hàng xa quá rồi đi không được. Chỗ chị là bị cách ly tới chừng nào? Cách ly 21 ngày, bây giờ 21 ngày ngưng rồi, bây giờ tới 14 ngày. Lúc chị dạ con Quyên nói đi. Dạ lúc mà chị qua Tiền Giang á, Tiền Giang là có nhỏ em thứ ba có chồng ở Tiền Giang á, rồi đi giao hàng đó giờ cũng kẹt luôn, làm ăn giờ gì cũng là xe bây giờ chạy không được, nó không cho chạy. Bởi vì chị không biết sao không, chị nói la lục lần đó mà chị không biết, run quá không biết nói gì chơi, cho nên gì cho chị cũng không biết không, tại vì á hồi nghe, nói thiệt Quyên đừng có cười, hồi mà còn gái cũng không có từng quen ai, không từng quen chị có người đó với hồi đó thầy giáo cũng thương mà cũng vô nói mà ba của chị nói xa quá, ba chị không có gả, rồi gả cho cái anh này lớn hơn á, là lớn hơn chị tới một con giáp, rồi ba chị gả, ba chị chỉ nói là đấy người đó vô nói con á là ba gả, hỏi cái hỏi ý gì xong mà có hỏi về bây giờ chị không chịu gì cũng ba chị cũng gả rồi chị cũng biết nói sao đó người ân luôn. Này, tới giờ ông xã chị mắc cười cũng mặc dầu nói không ưng chứ mà ở từ từ thấy ông xã chị rất là hiền mà rất là sống có đạo đức, với chị từ từ chị thương. Tới ngày ông xã mất rồi á là chị rất là buồn, không có biết chị là làm như
là mình suy sụp tinh thần luôn, không có. Mình thương y, thương ông xã mình rất nhiều, tới thương thế rồi cũng có người đến ta cũng thương. Hồi chỗ mà chị làm ăn á, rồi người ta thấy chị hiền, chúng ta mới nói thôi bây giờ có cô có muốn bước thêm một bước nữa không. Rồi chị nói không biết, nó chưa biết nói gì á, là làm ăn ở Sài Gòn á, người đã ở Sài Gòn không có dám hứa, chị nói không dám hứa đó. Rồi với người ở Sóc Trăng mà chị cũng dám nữa, tại chỗ chị làm ăn không, rồi chị không, rồi chị chưa nghĩ dám đến. Chị thấy con chị lo làm ăn quá rồi, chị cũng tội nghiệp con, rồi tới giờ lo gia đình cho nó hết rồi, xe cộ cũng nó cũng đầy đủ hết rồi, rồi chị cũng lớn tuổi rồi, chị cũng thấy cũng nhiều khi cũng buồn lắm á Nguyên, chị buồn nhiều lúc là bệnh bệnh đó. Thí dụ có lão bệnh á thì không có con ở gần, con nó ở xa. Bây giờ chị muốn tìm một người cho chị á, chị muốn người đó như thế nào chị? Người đó cũng như hiền như chị vậy nè, nói chuyện cũng từ từ đi. Rồi những người đó cũng, chị cũng xem kênh của Quyên á, là trời ơi xem gần một năm nay rồi đó, xem từ thấy Quyên đi làm từ thiện với anh em của anh em người Việt Nam mà ở bên Mỹ á, rồi vô gia cư á, người thấy Quyên đi á, rồi chị thấy là như mến mến, thấy Quyên á là chị mến luôn á, chị nói cô Quyên này đẹp quá à. Rồi chị nói à, chị xem lâu lắm rồi đó, xem cả năm rồi đó, không phải chơi đó. Rồi coi từ từ chúng tôi nói chị có lên kênh với em một lần mà chị không biết nói gì hết. Chị rung quá, chị mất đó chị. Mình cũng như cái cuộc sống mình không có từng giao tiếp, rồi chỉ biết giao tiếp làm ăn thì thôi, chứ không biết nói gì. Chị có để ý được anh nào trên kênh của em không? Chị không có đẹp xấu, chị cũng không quan trọng. Mà nhưng mà chị thấy cũng thấy cái có cái anh ấy mà cũng nói chuyện cái đạo đức cũng như là anh Hồng nghe nói à, nhưng mà chị cũng không có là dám nói là để ý, mà nhưng mà thấy ảnh nói nếu tìm bạn không được nó là ảnh đi tu á. Nói nếu mà được á thì mình làm, không được thì mình làm bạn cũng được. Mà thấy nói chuyện cũng bao nhiêu người phụ nữ lường gạt ảnh cũng thấy tội nghiệp. Mà nhưng mà chị cũng có vài lời để gửi lời thăm đến ảnh, nói nếu mà thì gặp người sự thật chứ không phải là giả dối. Chị là người mình sống sự thật mà mình nói bằng sự thật. Chị có nhớ anh ấy bao nhiêu tuổi không? Chị số báo danh của ảnh là 078 á Nguyên. Dạ, nhưng mà ảnh bao nhiêu tuổi chị có nhớ không? Y là như tâm nghe nói cái tâm 5 á, tâm 64 cái gì á Nguyên. 64 hả? Dạ, tâm 184. Nói bị mấy người, bị mấy cô ở bên Việt Nam á, người gà nói nếu mà rồi đi tu á thôi chị ở đây á là cũng đồng hành đi tu. Bây giờ nếu mà gặp chân lý mình đi tìm chân lý được người đi tu vậy là mình là có bước rồi, không có gặp người giả dối nữa đâu, nói danh Hồng vậy á. Dạ mình không biết nói chuyện, chị không biết nói chuyện nhiều đó Quyên ơi, mà chị biết nói với Quyên như vậy thôi. Chị cảm kích thấy Quyên á là lên phỏng vấn với người nào cũng nói chuyện có đạo đức hết trơn. Chứ thấy em á, chị cảm nhận làm như thích sao á.
Dạ, cảm ơn chị ha. Rồi khi chị muốn đi thêm bước nữa như thế này, các con của chị có ủng hộ chị không? Dạ, nó cũng không có nói vậy. Nó nói nếu mà tìm được bạn như chị mà người ta rất là hiền, biết thương mẹ, đối với vật chất thì không quan trọng, quan trọng đó là người ta chân thật là thôi. Dạ. Ok chị, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay ha. Em hy vọng sau video này sẽ tìm cho chị một nửa yêu thương nha. Chị có lời nào chào khán giả không? Dạ, chị xin chào cộng đồng mạng, chúc cộng đồng mạng được nhiều sức khỏe, và chúc cho Quyên á hả là được nhiều sức khỏe, đi làm thiện nguyện. Dạ, cảm ơn chị, ba chị ha. Bye bye chị. Dạ.